với mình là cũng là một người tương đối là đã trẻ tuổi, cũng gọi là về mặt tuổi đảng thì là cũng rất trẻ, 6 năm tuổi đảng thôi. Tuy nhiên là một mình cái đầu tiên là mọi người ý thức được cái sự cạnh tranh và cái công việc của thị trường, cũng như là cái vai trò của một cán bộ trẻ nói riêng và vai trò của một người đảng viên trong cái thị trường đấy. Thì chính vì thế là đấy, trong tất cả các hoạt động công việc, không chỉ là trong hoạt động chuyên môn, trong hoạt động đoàn thể khác, thì bản thân cá nhân của mình cũng như là các đảng viên trong chi bộ đều luôn luôn thấy được cái trách nhiệm cá nhân của mình đối với công việc chung, và đặc biệt là thấy được cái vai trò, cái vị trí và cái trách nhiệm của một người đảng viên là phải tiên phong gương mẫu đi đầu song song với hai hoạt động, một là phát triển hoạt động chuyên môn tại cấp tỉnh, đặc biệt là các khu vực vùng sâu vùng xa, góp phần mang các cái sản phẩm dịch vụ về thông công nghệ thông tin của VNPT đến với nhân dân vùng sâu vùng xa, các tổ chức doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy các hoạt động kinh tế xã hội tại các huyện, các tỉnh và vùng sâu vùng xa. Thì bên mình cũng luôn luôn ý thức được cái việc kết hợp cái công tác an sinh xã hội và các cái hoạt động, đặc biệt là bọn mình cũng hướng đến tại ban thì đang hướng đến là các cái khu vực các cái trường học, đặc biệt là các trường dân tộc nội trú là các khu vực rất là khó khăn. Tuy nhiên là đi thì mình thấy là các bạn ấy rất là cố gắng, không những là vượt những chặng đường xa để đến với trường học mà còn tích cực tham gia đối với công tác học tập. Bọn mình cũng tổ chức một cái chương trình tình nguyện nào tặng quà cho cái trường dân tộc nội trú ở Tập Trà, để thấy được là cái vất vả của nhân dân ở đây. Thế nên là mặc dù là cái chuyện công tác cũng vất vả để mà vào được đó, và con đường rất là dài quanh co, tuy nhiên là vào đây thì cũng hiểu được là cái từng thị trường, hiểu được cái khó khăn của nhân dân ở đây.